uống nào à vâng làm gì mà giờ này cơm nước chưa nấu Đi làm về Đói vàng mắt thắt ruột Mà hôm nào bà cũng không chịu cơm nước là sao ờ, Thế U chưa nghe thấy kẻ hợp tác đánh Tưởng còn sớm nên ra vườn vun cho mấy gốc chuối Kẻ hợp tác Thích lúc nào người ta đánh lúc ấy Nghe gì cái của nợ ấy Bà phải nhìn trời để biết trưa hay sớm chứ Ừ thì trời mùa này nắng mưa thất thường Làm sao mà biết được trưa hay sớm mà chị Thôi chị vừa đi làm về vào rửa ráy tay chân đi u chỉ nó u một cái là xong ờ thế anh ấy đâu mà chưa về à về để veo mõm ra chờ cơm à người đi chơi phải biết thương người đi làm chứ sáng lùa bát cơm nguội làm cỏ lúa đến giữa buổi thì đó thắt ruột mong kẻng đánh về nhà để được miếng ớt dạ thế mà về đến nhà nhìn cái bếp vẫn lạnh tanh như giường bà quá thế u có đi chơi bao giờ đâu mà chị bảo là u đi chơi ở nhà u vẫn luôn chân luôn tay đấy chứ U biết cảnh ăn bám các con là nhục lắm U cũng muốn ra đồng làm như mọi người Nhưng họ bảo U hết tuổi rồi có cho làm đâu U không phải là kẻ lười nhác Tránh việc nặng để làm việc nhẹ Thôi chị ơi Chị chị để U nấu cơm cho Chờ bà nấu được cơm Có đến mỏng thất. U nuôi báo cổ hai đứa con, lại còn nuôi báo cổ thêm cả ba hà nữa, hai vợ chồng có bốn tay, chứ có mười tay cũng chẳng có cái đâu vào họng. có chuyện gì thế bà không không có chuyện gì không có chuyện gì sao bà lại khóc hai người lại hục hoặc với nhau rồi chứ gì có chuyện gì mà bà lại khóc bà thích khóc thì bà khóc chứ chả có chuyện gì cả mười trưa như cả chục đi làm về bếp lạnh cho tàn cứ như nhà không người ấy bà có đi chơi đâu mà nói bà như vậy không chơi thì bà làm cái gì trong cái nhà này Đến con gà cũng không đuổi Để nó bới tanh bành khắp cả bếp Biết ăn thì phải biết làm chứ Cô vừa nói cái gì Dù bà không làm được gì đi chăng nữa Cô vẫn phải có trách nhiệm nuôi bà Khéo hiếu thảo nhỉ Hiếu thảo sao không bảo bác cả đưa bà về bên ấy mà nuôi Mà đi đùn bà về đây Cô Cô quá đáng lắm rồi đấy Cô mà còn nói một câu nữa ấy Thì cô liệu hồn Thôi anh chị đừng có vạc nhau nữa Chỉ vì uân bám nên mới ra nông nỗi này anh chị có nuôi được u thì nuôi không nuôi được u thì u đi ăn xin vậy bà nói hay nhỉ con nào để cho mẹ đi ăn xin bà ơi chúng cho, cho đó. đói ơ bà làm sao thế sao ờ, bà lại không không sao bà làm sao thế hả mẹ tao hỏi bà tao không biết mẹ ơi con đói đói thì bảo bà, bà mày lấy cơm cho bà ăn Bà bận việc ngoài vườn Chưa nấu cơm kịp Việc gì có phải mắng chó chửi mèo mã thế à Cô có còn là con dâu của bà nữa không đấy Phải tôi là con dâu của bà nên mới đầu tắt mặt tối như thế <laughs> Sáng cả trưa gáy đã vụt đầu vào ruộng phần trăm Nghe tiếng kẻng hợp tác xã Chạy sấp chạy ngửa để về cho kịp Để khỏi bị phạt điểm Đi làm về Đói thắt ruột thì lại chui đầu vào bếp Cô mệt đấy Để cơm đấy tôi nấu cho Nấu xong ấy rồi mời cô ăn Cô mà còn cằn nhằn với bà nữa ấy. Đừng có trách tôi đấy vào đây với chị Thân tôi đây Anh muốn chém muốn giết thì cứ việc đi Thôi ừ. u xin u lấy các con đừng cắn xé nhau làm gì cho thêm khổ Để tối nay u sang xin với ông chủ nhiệm Từ mai u ra làm đồng Kiếm thêm ít điểm Đến vụ lấy thóc phụ vào với các con Ui giời ơi công với điểm thì nó bao nhiêu thóc đâu Mà u phải lăn lưng ra đồng cho nó khổ cái thân mà chắc gì người ta đã cho U đi làm vì u đã hết tuổi lao động rồi con gì hết mới chả còn u thách họ đấy cử người có sức lao động ra thi với u xem ai cấy nhanh nhổ mạ giỏi như u nào đó là quy định chung rồi u có muốn thi cử ấy thì cũng chẳng được thôi u đi vào trong nhà đi để cho con vợ con nó vừa lòng tối nay con sang bản với bác cả thôi đành mỗi người nuôi một tháng vậy u gan xong ấy không phải làm gì hết cứ đi chơi với hàng xóm để xem ấy, nó đi làm đồng về ấy, còn có đủ sức để chăm lo cho những việc vặt vãnh ở cái nhà này không? Không cô thì chợ vẫn đông. Nào, bây giờ chuyện gì ông định nói với tôi thì nói đi nào. Vừa rồi tôi thấy ba ông đánh một xe ô tô rõ đẹp về đây. Đây là tôi nghe thì nói thế, chứ tôi cũng chẳng biết ô tô nó tròn méo thế nào. nghe đầu ba ông này là cán bộ trên trung ương, được phái về tỉnh ta để giúp tỉnh chỉ đạo phong trào hợp tác xã ấy mà. ba có biết họ không? Ừ tôi biết. ba ông ấy ở ban nông nghiệp trung ương, về tỉnh ta đã mấy tháng nay rồi. thỉnh thoảng họ có trao đổi với tôi về tình hình các hợp tác xã nông nghiệp. Thế có chuyện gì không? Dân người ta bàn tán. Tạc phòng cưỡi ngựa xem hoa của họ thôi. Muốn chỉ đạo hợp tác thì phải xuống hỏi từng người dân. Xem họ làm ăn ra sao, cái gì được, cái gì chưa được, no đói thế nào. Đằng này chỉ ngồi nghe ủy ban xã và ban chủ nhiệm báo cáo. Nói vô phép bác chứ anh nào chả khen cái rắm của mình thơm. <cười> <cười> nhất là khi các ông có chức có quyền. Ý. Dân bàn tán nhiều nhất là chủ nhiệm hợp tác xã viết phiếu lệnh bướm cho tổ cá thả lưới được hơn chục cân vừa chép này, vừa chấm cỏ này. Rồi lệnh tiếp cho năm hộ xã viên bắt năm con gà. Mỗi con phải từ cân rưỡi đầu lên để tiếp khách sẽ được trừ vào thịt nghĩa vụ Bà khách mà ăn hết 15 cân cá 78 cân thịt gà Ngày hôm sau trẻ con kẻ đúng Có ngay một bài hát Ba ông khách ở Trung ương Cùng ban chủ nhiệm ủy ban xã nhà 25 cân cá với gà chỉ ăn một bữa nghe mà khiếp kinh à. <laughs> <laughs> giỏi giỏi đúng là dân kẻ đúng nhưng nói như thế cũng oan cho mấy ông ấy cái chuyện lợi dụng khách ba chúa nhà bảy để chè chén với nhau đang là cái bệnh lan tràn khắp nơi đi ông ạ không khéo ở đây khách ba chúa nhà 17 bảy cũng nên <laughs> ở xã tôi không phải khách đến với tổ chức ăn uống đâu. Họp hành từ lớn chí bé đều tụ tập trẻ chén. Linh đình cứ như dỗ họ ấy. Thế những lần họp chi bộ có có bàn về chuyện sản xuất không? Chi bộ thôn mà không bàn về sản xuất thì bàn cái gì? Nhưng bàn thì cứ bàn rồi để đó mà, Chưa có ai thực hiện đâu. Trước khi xuống đây tôi có ra thăm đồng để xem bà con làm ăn thế nào. Chán lắm không ạ? bác chán một thì dân chán mười mình làm mình chịu kêu ai bác nói thế thì oan cho dân quá dân hạ đình nổi tiếng xưa nay làm ăn giỏi cái đói nằm ất dậu ấy thiên hạ người người đi ăn xin nhưng dân hạ đình vẫn ngày hai lần đỏ lửa mấy năm đầu vào hợp tác thóc lúa vẫn cứ đầy bồ chẳng biết cải tiến cải lui thế nào mà ngay một lụn bại Dân chẳng thiết tha gì với ruộng vườn Chỉ biết chúi đầu vào mấy thức ruộng phần trăm Nhưng cũng có nhàn nhã gì đâu Sáng tinh mơ thì lo đất phần trăm Nghe kẻ hợp tác đánh Ba chân bốn cẳng chạy về cho kịp Để khỏi bị phạt công điểm Tối nhọ mặt người Lại vội vội vàng vàng chạy từ mảnh đất phần trăm về nhà để kịp nấu cơm ăn cho xong rồi còn đi họp bình điểm ui giời tình hình này ấy. chẳng biết hợp tác xã sẽ đi đến đâu